Nơi khách hàng gửi chọn niềm tin. Vâng, xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Vũ Duy Auto. Và trong buổi sáng ngày hôm nay, Vũ Duy Auto lại tiếp tục giới thiệu quý vị và các bạn một chiếc xe mới nhập về cửa hàng. Đó là mẫu Nissan Livina, Grand Livina, một mẫu xe 7 chỗ ngồi, sản xuất năm 2011, lăn bánh năm 2012. Một chiếc xe rất là đẹp luôn, màu đen ngoại quan bắt mắt, bóng lộn luôn. Vâng. Một chiếc xe đã được chủ nhân cũ độ chế cả cái đèn bi gầm ở phía dưới rất là sáng. Logo nổi bật Nissan. Vành la răng 6 chấu nguyên bản vẫn còn nguyên logo Nissan. Và mọi người có thể nhìn lốp vẫn còn mới, lip lốp Michelin. Trên cả 4 bánh, phanh đĩa an toàn. Một chiếc xe rất là đẹp luôn. Và chiếc xe này sử dụng vành 16 inch. Vành 15 inch nhá quý vị nhá. Vâng, vành 15 inch rất là ok luôn. Một chiếc xe rất là đẹp. Xi nhan trên thân, gương kính cụp xòe, gương kính chỉnh điện. Tất cả các chi tiết của chiếc xe thì rất là đẹp và không có gì phải nghĩ ngợi cả. Chiếc xe thì có gắn sẵn cả cái giá để đồ ở phía trên nóc chiếc xe. Vâng. Tay gạt mưa đằng sau, camera lùi gắn sẵn. Một chiếc xe nói chung là đẹp. Bây giờ thì Vũ Duy Auto sẽ đi giới thiệu chi tiết tổng quan về những chi tiết bên trong của chiếc xe. Đầu tiên là gương của chiếc xe đây mọi người nhìn rất là sáng bóng luôn. Vâng. Phần tapi cánh cửa đằng trước thì keo chỉ thì rất là đẹp. Keo chỉ nguyên zin, không mất một phân ly keo chỉ nào cả. Vâng. Cao su chưa có dấu hiệu lão hóa và phần tapi của chiếc xe vẫn còn được đánh giá tầm 8 điểm. Tapi, tất cả các chức năng thì vẫn hoạt động ổn định bình thường và cửa kéo lên đóng xuống rất là ổn định luôn. Đấy, mọi người có thể nhìn rất là đẹp. Đấy, tất cả các chức năng vẫn còn rất là ok luôn nhé. Và ốc ác thì chuẩn chỉ, nguyên đẹp luôn. Và một chiếc xe màu đen rất là sang trọng, kính thì vẫn còn nguyên logo Nissan ạ. Và một chiếc xe đảm bảo không đâm va, không ngập nước, máy móc hoạt động đầm chắc ổn định. Keo chỉ cánh sau cũng rất là ok. Và phần cao su thì tuyệt vời, chưa có dấu hiệu lão hóa. Phần tapi cánh cửa cũng bẩn bẩn theo thời gian. Nói chung là không vấn đề gì cả, vẫn rất là ok. Tất cả các chức năng thì vẫn còn đóng mở rất là đẹp luôn. Đây mọi người nhìn, rất là tiện dụng. Và giấy tờ đây vẫn còn nguyên luôn ạ. Và nguyên zin chủ mã đầy đủ, không có gì phải nghĩ ngợi luôn. Khóa chốt an toàn ok, đấy quý vị nhìn nhá, rất là đẹp luôn. Và phần đằng sau có logo này thì cũng đã vừa mới không biết là rơi lúc nào, nhưng mà mọi người yên tâm, ai có đến chiếc xe chúng em sẽ đầu tư luôn logo cho mọi người. Phần trần đã được bọc ni lông, điều hòa thì mát lạnh. Và keo chỉ cánh sau cũng rất là ok luôn. Tất cả các cái phần keo chỉ của cánh sau tại Vũ Duy Auto đảm bảo luôn keo chỉ nguyên zin, không mất một phân ly keo chỉ nào luôn ạ. Và rất là đẹp. Ốc ác thì chuẩn chỉ luôn. Tất cả các cái con ốc đèn đây mọi người nhìn cũng rất là đẹp.
Phần không gian chở đồ phía đằng sau cũng rất là rộng rãi, có thể chở được rất nhiều đồ. Một mẫu xe 7 chỗ ngồi, cực kỳ tiện dụng, cực kỳ rộng rãi luôn. Và tại Vũ Duy Auto, chiếc xe này được chào giá là 238 triệu đồng nhé quý vị nhé. Vâng. Đây, ông áo vẫn, cánh cửa vẫn còn đẹp. Cao su cánh cửa thì chưa có dấu hiệu lão hóa, và keo chỉ thì nguyên zin luôn. Phần keo chỉ bên Vũ Duy Auto đảm bảo luôn. Phần ghế da thì vẫn còn rất là mới luôn. Đây mọi người nhìn, rất là đẹp, rất tiện luôn. Và rất là đẹp. Một mẫu xe 7 chỗ ngồi cực kỳ rộng rãi, cực kỳ thoải mái, mà giá thành thì chỉ có hơn 200 triệu đồng. Và quá đẹp. Phần không gian nội thất của người lái thì cũng rất là rộng rãi. Vâng, tay nắm vô lăng nhẹ, cần số trơn trượt êm, sang số nhẹ nhàng, côn cũng rất là nhẹ. Vâng, cái này thì tí chúng ta sẽ đi thử thì sẽ cảm nhận luôn. Có cả túi khí cho người ngồi lái cũng như người ngồi bên cạnh, một mẫu xe an toàn. Và còn đây, phần tapi cánh cửa bên phụ đằng trước cũng rất là mới, rất là sạch sẽ. Kính vẫn còn nguyên logo Nissan luôn ạ. Keo chỉ của cánh này cũng đảm bảo luôn quý vị, 100%. Keo chỉ nguyên zin, không mất một phân ly keo chỉ nào cả. Một keo thì bên em đảm bảo luôn, không đâm đụng luôn. Và một chiếc xe rất là đẹp. Chủ nhân cũ cũng đã dán thêm những cái chi tiết chrome xung quanh xe để tăng lên cái vẻ đẹp của chiếc xe này. Và đây chính là những cái chi tiết dán thêm đây quý vị, rất là đẹp luôn. Và bây giờ thì em sẽ mở cái khoang máy của chiếc xe để cho mọi người cảm nhận như thế nào. Vâng, thưa quý vị các bạn, đây chính là khoang động cơ của chiếc xe. Mọi người có thể nhìn động cơ khô ráo luôn. Và tất cả các cái chi tiết thì vẫn còn chưa có dấu hiệu gì cũ cả. Nói chung là đấy mọi người nhìn, các cái giằng ốc vẫn còn rất là đẹp, thẳng căng luôn, ốc áp chuẩn chỉ luôn. Và cả các cái giằng bên cạnh này đẹp. Nói chung là một chiếc xe không có gì phải nghĩ ngợi, giá tiền thì vừa phải, mà những 7 chỗ ngồi rất là tiện luôn, khi mà chở gia đình đông người đi lại thuận tiện, mà giá thành thì phải chăng, rất phù hợp với túi tiền mọi người luôn. Một mẫu xe 7 chỗ ngồi tuy nhỏ có võ, rất là đẹp. Vâng, ngoại quan ở chiếc xe bên ngoài nhìn từ xa đây mọi người nhìn rất là đẹp luôn. Vâng. À, bây giờ thì Vũ Duy Auto sẽ đi vào phần bên trong ghế lái. Vâng, thưa quý vị các bạn, đây chính là phần đồng hồ hiển thị của chiếc xe. Đồng hồ hiển thị công tơ mét, rồi vòng tua động cơ, tất cả những cái báo lỗi của động cơ. Đây là động cơ khi xe chưa chạy thì tất cả các cái chức năng vẫn rất là ok luôn nhé. Vâng. Ở chiếc xe này thì có gắn sẵn cả cái gương cầu lồi ở bên này, tăng cả năng quan sát trong xe đây. Và màn hình DVD gắn sẵn cam lùi, rất là an toàn. Nhạc nhẽo thì ok luôn, nhạc nhẽo bật rất là nghe, âm thanh rất là sung sướng. Màn hình DVD cảm ứng luôn nhé quý vị nhé, rất là tiện luôn ạ. Điều hòa cũng rất là mát, nhưng nói chung là được đánh giá tầm 7 điểm. Còn tất cả các chi tiết ở phía trong của chiếc xe này thì không có gì quý vị phải nghĩ ngợi cả. Rất là đẹp luôn, không gian rộng rãi cho cả người lái cũng như người ngồi. Và tí nữa thì chúng ta sẽ đi cảm nhận chiếc xe này, đi luôn để xem là chiếc xe này vận hành như thế nào nhá. Em xin giới thiệu lại, và Nissan Grand Livina, sản xuất năm 2011, lăn bánh năm 2012, phiên bản máy xăng 1.8, mức tiêu thụ nhiên liệu từ 7 đến 8 lít trên 100 km. Và chiếc xe này 7 chỗ ngồi, cực kỳ rộng rãi. Hạn đăng kiểm thì đến tận tháng 3 năm 50, rất là dài. Và một chiếc xe rất là đẹp luôn. Và những ai quan tâm đến mẫu xe thì cứ alo cho em qua số điện thoại Vũ Duy Auto 0869 158 926. Cửa hàng của em ở ngã tư Quan Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng. Những ai quan tâm thì cứ liên hệ và chúng em sẽ tiếp đón. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi kênh.
Bây giờ thì chúng ta sẽ vào đi thử chiếc xe này để xem là cảm nhận như thế nào nhé. Vâng, quý vị các bạn, bây giờ thì em đang đi thử chiếc Nissan Livina này để cảm nhận cho quý vị các bạn xem chiếc xe như thế nào. Đầu tiên là trong thời tiết mưa gió như thế này thì chiếc xe đi rất là ấm cúng, thuận tiện. Chức năng ngạt mưa rồi phun nước rửa kính rất là ok. Xe thì cực kỳ đầm chắc, đi không có rung lắc gì cả. Đấy, mọi người có thể nhìn. Và có phần hơi kính hấp hơi thì hơi bị căng đấy thôi. Và vì là trời mưa thì nó nhiều hơi nước nên là cũng hơi ẩm. Đấy, bây giờ thì hết rồi, đỡ hơn rồi. Và chiếc xe này đi thì mọi người có thể côn số vào rất là ngọt ngào luôn nhé. Đi rất là đầm chắc, không có hiện tượng kêu, không một tiếng kêu nhỏ luôn. Một chiếc xe rất đáng đồng tiền mất gạo luôn rồi. Và trên đường đi thử nghiệm thì mọi người có thể nghe tiếng máy chạy rất là êm luôn, không có rầm rú gì đâu nhé. Túi khí cho người ngồi lái như người ngồi bên cạnh nên là rất là an toàn, đi thì rất là thuận tiện. Đấy, chức năng gạt mưa thì rất là ok, gạt rất là sạch, gương rất là trong, khả năng quan sát rất là dễ dàng. Vâng, đi thì rất là sướng luôn quý vị ạ. Vâng, Nissan Livina, Grand Livina, sản xuất năm 2011, lăn bánh năm 2012, phiên bản máy xăng 1.8 số sàn, số vào cực ngọt, côn số vào tuyệt vời luôn. Và rất là ngọt ngào. Một mẫu xe màu đen 7 chỗ ngồi, rất là thoải mái, rộng rãi. Trần nỉ đã được bọc ni lông, rất là sạch sẽ. Ghế da nội thất được đánh giá tầm 9 điểm. Và như thế này, một chiếc xe giá chỉ có 238 triệu đồng thôi thì không có lý gì mọi người không thể mua được chiếc xe này. Một chiếc xe tiện dụng 7 chỗ ngồi, chở được cả gia đình rất là đông người mà đi lại thì tuyệt vời. Nissan, một thương hiệu của Nhật, một chiếc xe đến từ Nhật Bản. Và rất là đẹp luôn. Điều hòa bây giờ thì mát run rồi. Và mọi người có thể nhìn phần kính là đang rất là trong, thể hiện rằng là khả năng làm mát lạnh của nó rất là tốt. Với trong trời mưa như thế này thì rất là ổn định luôn, không có hiện tượng mờ sương. Thế nên là những ai quan tâm đến mẫu xe này thì cứ điện thoại, số điện thoại Buzi Auto 0869 158 926. Em rất hân hạnh được phục vụ quý vị các bạn. Cửa hàng em ở ngã tư Quan Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng. Nên những ai quan tâm thì cứ điện thoại và đến đấy thì em sẽ đón tiếp quý vị các bạn. Và xin cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi, chia sẻ kênh giúp Buzi Auto. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video lần sau. Chúc quý vị các bạn có một ngày vui vẻ.